Mình kính chào các bạn nha. Hôm nay thì chủ nhật thì tranh thủ mình có tháo ra để kiểm tra vào chỉnh sửa một vài điều trên xe của mình. Thì sẵn tháo ra nè, mình chia sẻ với các bạn đó là về cái bên trong của xe Honda Winner sau 4 năm sử dụng thì nó sẽ như thế nào. Và cần làm gì sau 20.000 km các bạn. Đây là xe của mình là Honda Winner năm 2016 các bạn. Thì đến nay là 2020 là đúng 4 năm. Và ô đô xe mình thì cũng đi chắc cũng ít. Mới có 21.000 cây thôi. Đó. Thì nội thất bên trong như khung sườn, vỏ máy này kia nó sẽ như thế nào thì mình chia sẻ các bạn. Thì trước mắt là mình tháo một phần áo từ đây ra trước các bạn. Phần còn lại mình sẽ tháo sau. Đó. Trước tiên là về cái phần nước sơn máy, nước sơn của lốc máy các bạn. Thì nó mới bắt đầu chóc. Đây, chóc. Bên đây ít, bên kia chóc nhiều hơn. Đây các bạn, chóc nè. Chóc cũng khá là nhiều, mình lấy nước tạm tạm, lấy nước sơn mình dậm dậm lên thôi chứ chưa có sơn được nguyên cái lốc này. Đó, nó làm về cái nước sơn của máy. Chóc nữa các bạn, chóc. Còn về nước sơn của khung xe, sườn xe thì các bạn nó cũng tự động hen gỉ các bạn. Này, chắn ba nè, còi nè, các mối hàn nè các bạn. Bắt đầu hen gỉ rất là nhiều. Đây các bạn, phần dễ thấy nhất là phần cái tay mà treo lốc máy này, như các món hàng về phía sau. Đó, đây các bạn, bắt đầu hen gỉ nè. Thì về chất lượng của Honda đó, thì các bạn biết đó, những xe mà những xe đời đầu tiên đó, ví dụ như mấy xe mà quay đời 99 2000 này kia đó, thì nước sơn họ làm rất là tốt các bạn. 20 30 năm mở cái dàn áo ra cái khung sườn vẫn còn đen bóng luôn nước sơn á. Còn mà đời sau này thì chắc là do giảm cái giá thành sản phẩm các bạn, để cho mình dễ sử dụng hơn thì họ cũng cắt giảm cái chất lượng của mấy cái linh tinh này. Cho nên mình cũng không có đòi hỏi là phải quá hoàn hảo được. Các bạn, nó cái gỉ sét nè. Mình xin khẳng định luôn là xe mình đi rất là kỹ các bạn. Chạy về rồi vệ sinh lau chùi cẩn thận rồi mới là đem vô nhà. Nhưng mà thì đó các bạn biết đó, những cái phần khung sườn này là bên trong nè. Thì mình không có đụng tới mà nó vẫn hen gỉ các bạn. Thì xe mình 21.000 cây thì mình cũng có thay thế một số phụ tùng các bạn. Đầu tiên là cái bô Winix nè. Thì cái này là nó không có hư, mà thay mình thay cho cái âm thanh nó nghe nó hay hơn chút hơn. Đó. Còn âm thanh bô Winix thì nó hay hơn bô Zin rất là nhiều các bạn, nó hơi lớn mà nó hay nổ im. Phần lốp thì mình chưa thay nhưng mà cũng sắp thay rồi các bạn, tại nó cũng chai cứng rồi, nó hết độ bám đường rồi. Mình đang đặt một bộ Michelin
về xin nhôm dĩa các bạn, xin nhôm dĩa mình đang xài cái dây sên phốt cao su của TFX dĩa ghetto quay ba các bạn, dĩa thép nhưng mà nhìn nó như CNC giống như dĩa nhôm vậy đó. Thì chạy rất là yên các bạn. Hôm trước á mình thay một bộ để mình lấy cái dĩa kia, mình nói cho các bạn sẽ nghe. Đấy các bạn. Thì hôm trước mình thay một cặp, một bộ nhôm dĩa của DD mà cũng là cái cùng lúc với sên này, nhông này, nhưng mình xài cái dĩa này giống như cái dĩa zin các bạn. Nó có cái miếng chặn chặn nhớt nè. Cái này mình để gài nó bị nước mưa tạt vô. Đây mình chạy đúng 200 cây các bạn, chạy đúng 200 cây số tháo ra, không hiểu tại sao là nó kêu, mặc dù là sên cao su nhưng mà nó vẫn kêu, nó kêu lớn như là nó kêu lớn hơn là sên zin cũ lúc trước nữa. Mà sên cái bộ này là mình thay cũng lúc mà 20.000 cây các bạn, thì cái tay chạy cũng được gần ngàn cây số rồi, không gần 20.000 cây, thì chạy cách tới đây cũng khoảng hơn ngàn cây số. Thì cái này mình chạy vừa 200 km là nó ồn quá trời ồn, mình thay thì qua cái dĩa cái tô này nó lại im lại, không hiểu tại sao. Đây bạn, phút sên phốt cao su còn dư nè. Thì sên phốt cao su nếu mà độ im thì các bạn biết rồi đó, còn độ lì, độ nặng xe thì mình thấy cũng không có nặng nhiều hơn là sên sên thường, sên 9 ly cho lắm. Nói chung là mình đi không có bạo lực này kia thì ổn, đi đường trường, đường xa này kia đó, im xe. Rồi, cũng không có gì đặc biệt. Nè các bạn, nước sơn của cái khung máy bên đây nè cũng bắt đầu tông tan xét các bạn. Thì một lát chút trước khi mình gáp vào thì mình phải dặm giá sơn hoặc là bôi dầu mấy cái điểm xét này. Thì xe mình cũng có lên ít đồ linh tinh thôi. Cây là 4X. Hàng nhái thôi các bạn, giả thôi, nhưng mà xài cũng chất lượng các bạn. Thì tới đây cũng được cỡ 1,5 năm rồi đó. Cái test 2018 này, 2018 thì xài này cũng im. Rồi cái bộ chống trộm này mình lắp thêm, mình tự lắp, nó đang bị mục cầu chì các bạn. Mình phải chút nữa mình thay. Cội zin nữa các bạn, auto set luôn. Bên trong này áo thì dơ, chút nữa xe mình sẽ vệ sinh lại đồng bộ. Về phần nước mát nè các bạn, nước mát thì mình cũng chuẩn bị thay đây. Nước mát zin mà đang phân vân là không biết xài loại nào đây, Liwi Moly hay Motul hoặc là sản phẩm mà tương tự xem rồi nó chất lượng đó các bạn. Thì về phần máy thì mình chạy đến nay vẫn bình thường, không có sự cố trục trặc gì lạ cả. Để mình thử máy cho bạn xem.
cá từng nữa bạn, bởi vì đè lần đầu nó hơi khó. Tiếng nổ bà Quỳnh ơi các bạn. Clip hôm nay mình chỉ làm vậy thôi. Thì các bạn có quan tâm về mà chuẩn bị hoặc là muốn sở hữu Honda Winner đó, muốn tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng đó, thì các bạn có thể tham khảo clip của mình. Nếu thấy hay rồi các bạn biết cần, có người cần cái nội dung thế này thì các bạn hãy share để họ cùng tham khảo. Các bạn, ở đây nó cũng bắt đầu nghỉ xét nè. Thì mình kính chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.